Hello, xin chào mọi người, mình là Tip Vlog đây. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm cái plan phân tích kế hoạch đi lệnh cho phiên Á, phiên Thụy Sĩ và phiên Âu của ngày hôm nay nha mọi người. Tức là thứ ba ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024. Ngày hôm qua thì nó nghỉ lễ, thị trường nó không chạy. Thì ngày hôm nay thì mình nghĩ khả năng là có thể là con vàng nó sẽ chạy bù cho ngày hôm qua. Mình kỳ vọng là sáng ngày hôm nay nó là một cái pha gắp lớn lớn, nhưng mà rất tiếc là nó lại không có một cái pha gắp nào đáng kể cả. Nó này chỉ có một cái pha gấp khá là nhẹ nhàng từ 60 63 nên lên 68 chấm chấm 9, nằm tròn là 69 thì vậy là được tầm khoảng 6 giá. Bây giờ hiện tại là 8 giờ 34 phút mà con vàng nó đẩy lên như thế này thì mình nghĩ là khả năng là tí nữa là mình sẽ canh sell, nhưng mà trông đến như thế này khéo biết đâu nó lại sập luôn thì mình lại mất ăn. Mình canh sell ở cái vùng phía phía trên này cơ. Nó tầm khoảng 70 72.8 này đến đến 73. Thì mình kỳ vọng là mình sẽ canh sell ở chỗ này. Và nên ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 áp dụng CEO. Phiên Mỹ thì mình phải chờ đến gần cuối phiên Âu thì mình mới tính toán cái plan nha mọi người. Vì là phiên Mỹ là đôi khi nó đi hơi khó chịu một chút. Canh sell. Đến 73.5. Đến ở đâu? Đến ở trên này. 76.7. Ba trăm hai bị hai là 59. Thôi cứ tạm thế này nhá mọi người. Còn cánh bay thì mình sẽ cánh bay ở chỗ này 59. Rất là ngắn. Đây là điểm canh buy và đây là điểm canh sell của mình áp dụng cho phiên ban ngày, tức là phiên Á, phiên Thụy Sĩ và phiên Âu.
không biết là nó có nên được không, mình thấy trồng được nên nó yếu quá. À. À, mình cũng phải ghi chú là nếu như mà cái plan này, nếu plan đã khớp cả NG và TP, tức là nó đã cắn cả cả TP thì không được áp dụng cho phiên sau. Không được áp dụng cho phiên sau. Ví dụ phiên A cắn NG và TP thì phiên Thụy Sĩ và phiên Âu nên tránh áp dụng cùng một điểm. Ok mọi người. Bởi vì là đôi khi là sang phiên khác thì cái hành vi giá, cái hành hành vi đẩy giá thì nó lại khác. Thế nên là anh em là nên 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 nên, 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 nên tránh là đi đi cùng một NG áp dụng cho cả hai phiên. Như là chẳng hạn nếu như mà phiên A này mà nó cắn được cái NG 72.8 hoặc là 73.5 của mình ấy, thì là sẽ khi mà anh em mà chốt được cái lệnh sell này rồi thì là sang phiên Thụy Sĩ hoặc là phiên Âu ấy, thì là anh em phải chờ xem là tín hiệu thị trường là cái hành vi phiên đó là nó đẩy giá thế nào, thì lúc lúc đó thì chúng ta mới tính toán cái điểm NG vào lệnh và lại cái điểm mà mình TP lệnh. Tôi có lẽ là mình cũng xin dừng video tại đây thôi mọi người, vì là nó cũng sắp đến cái thời điểm mà mình tính toán vào lệnh rồi. Cảm ơn mọi người đã đón xem nha.